phát hành bộ phim Cách Cách Lấy Chồng do Trung Quốc sản xuất. Giám đốc sản xuất Đặng Kiến Nhân, biên kịch Điền Huệ, Lan Thiết Phong, Đàm Lan, tổng đạo diễn Lý Bình. Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Clip này thì mình có test một đoạn đĩa bộ phim Cách Cách Lấy Chồng. Phim này do Trung Quốc sản xuất nha các bạn. Bộ này là đĩa mới, khoảng 99% luôn các bạn. Mình chỉ khui siêu ra thôi, chứ mình chưa xem bộ phim này. Bộ này thì mình chỉ mua về chủ yếu là để sưu tầm thôi các bạn. Đoạn đĩa còn rất là mới luôn. Đa phần phim Trung Quốc thì mình ít có xem lắm. 30 tập. Đĩa gốc của công ty Anh Vương phát hành nha các bạn. Giờ mình cho các bạn xem những chiếc đĩa bên trong. Bên trong cũng đứng khá đẹp các bạn. Bộ này đĩa từ đĩa tới hộp còn rất là mới luôn. Có một số bạn hỏi mình có bán đĩa hay không. Mình là không có bán nha các bạn. Nếu như có bán thì mình sẽ làm một clip riêng để bán những chiếc đĩa mà mình không có xem và còn khá là mới để bán cho các bạn. Chứ mình không có bán những chiếc đĩa mà mình đã xem rồi đâu các bạn. Bộ này mình chỉ mới lấy ra để quay một đoạn test cho các bạn xem thôi. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha. Chào các bạn.